kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video để tìm hiểu dược liệu, tác dụng và liều lượng. Mời bà con và các bạn nghe chi tiết sau đây. Kênh Cây Thuốc Nam hôm nay giới thiệu cho bà con về dược liệu là tam thất. Và trong nội dung ngày hôm nay thì kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con về nguyên nhân, tác dụng, liều dùng của tam thất, củ tam thất, hoa tam thất. Và sau đó thì có những bài thuốc được chữa trị từ dược liệu tam thất này. Và sau đây thì mời bà con nghe nội dung bài viết. Tam thất, hoa tam thất, củ tam thất tốt cho tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ đau tim. Trong nội dung hôm nay thì có 3 phần. Một là bài thuốc từ hoa tam thất chữa chứng mất ngủ. Hai là phòng ngừa tình trạng đau thắt ngực. Ba là chữa các bệnh về suy nhược cơ thể. Liều dùng của tam thất thì mỗi ngày dùng là từ 3 đến 5 gram. Và sau đây thì mời bà con nghe về thành phần và dược tính của tam thất, cũng như là cách thu hái sơ chế, đặc điểm của tam thất. Từ xưa, hoa tam thất đã nổi tiếng về những công dụng mà nó mang lại cho sức khỏe người dùng. Ngày nay, hoa tam thất được nhiều người sử dụng như một thứ trà uống hàng ngày. Cùng tìm hiểu về tác dụng và cách sử dụng của thảo dược tam thất này ngay dưới đây. Tam thất hay còn gọi tên khác là sâm tam thất, kim bắc hoán, điền thất. Đây là một loại thực vật có hoa trong họ cùm. Tam thất là dược liệu quý được sử dụng chữa bệnh và cải thiện sức khỏe. Về đặc điểm của hoa tam thất, hoa tam thất có màu xanh lục, màu nhạt, kích cỡ là từ 3 đến 5cm. Hoa thường nở bung và to hơn nụ, cẩn tự đài hoa đến nhị, dài và mỏng hơn. Đó là về cái phần mà tả về hoa để cho bà con mình nắm bắt. Về mặt phân bố mà khu vực mà có hoa tam thất, có cây tam thất á, sinh trưởng và phát triển ở những nơi đó là miền núi cao, địa hình hiểm trở của Việt Nam, mà điển hình là vùng cao Tây Bắc như Sapa, Lào Cai hoặc là Hà Giang. Về phân loại hoa tam thất như sau: hoa tam thất có hai loại gồm hoa thất Bắc và hoa thất Nam. Mời bà con xem trên hình ảnh. Tam thất Bắc được vun trồng khoảng 7 năm thì mới cho được loại củ tam thất dồi dào nguyên chất. Tuy nhiên, để thu hoạch được hoa tam thất phải đợi khoảng 3 năm. Hoa tam thất Bắc có nhiều dưỡng chất tốt hơn hoa tam thất Nam. Đặc biệt, dược liệu này rất tốt cho tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ đau tim. Đó là về phân loại tam thất Bắc và tam thất Nam. Về mặt thu hái thì tam thất ngồi cho ra củ, còn cho hoa có thể sử dụng. Hoa nở vào khoảng tháng 8 của năm. Đối với loại tam thất mọc dại trong tự nhiên thì rất khó có thể thu hoạch được hoa. Hoa tam thất Bắc thường được thu hoạch sau từ 3 năm trồng. Thời điểm tốt nhất để thu hoạch là khi nụ hoa chỉ mới chớm nở. Phần nụ khi này mang nhiều dưỡng chất hơn là nở hết hoa. Cách sử dụng là lấy một chút nụ hoa phơi khô tự nhiên, hòa chung cùng với nước nóng sẽ cho ra nước trà hoa có vị thơm ngào ngạt. Trà nụ hoa tam thất được coi là một trong số các loại trà tự nhiên không qua tinh chế nhưng có tác dụng cực tốt cho sức khỏe mà không gây tác dụng phụ. Hoa nở vào tháng 8 trong năm. Đó là giới thiệu cho bà con biết được là phân loại và cách thu hái cũng như là dược chất. Và sau đây thì mời bà con nghe thành phần hóa học của hoa tam thất cũng như củ tam thất. Về thành phần hóa học thì trong tam thất có saponin. Hoạt chất này có chứa nhiều trong thành phần của củ tam thất Bắc. Ngoài ra, trong nụ hoa tam thất cũng chứa thành phần dưỡng chất. Saponin này có tác dụng hỗ trợ quá trình chống viêm nhiễm, ngừa lão hóa ở tế bào, tác động tới các hệ thần kinh, hệ tim mạch, giúp tăng cường chức năng cho tim mạch, ổn định và điều hòa huyết áp. Ngoài ra, trong nụ hoa tam thất Bắc còn chứa rất nhiều những thành phần hợp chất có nhân citron, acid amin, chất Fe, Ca và chất man, lại tác dụng cầm máu, tiêu ứ, điều hòa khí huyết, giảm viêm và nhiều công dụng khác. Về liều lượng sử dụng thì hoa tam thất khô được dùng dưới dạng phơi khô, tán bột sử dụng hoặc hãm nước uống thay trà hàng ngày. Cách dùng hoa tam thất khô thì liều dùng mỗi ngày là từ 3 đến 5 gram. Có thể dùng hãm với nước nhiều lần cho đến khi nào hết vị ngọt, đắng thì mới thôi. Và cách
sử dụng thì bà con nên là tráng trà một nước trước khi sử dụng. Có nghĩa là bà con bỏ cái hoa tam thất này vào trong cái bình trà và bà con chế nước sôi vào, bà con lắc đều để rửa bụi và những cái thành phần gọi là bám trên hoa, rồi bà con chắc ra và sau đó bà con chế nước sôi vào để khoảng 15 phút để ra trà rồi bà con sử dụng. Và nụ hoa tam thất có tác dụng gì? Đó là câu hỏi mà bà con và các bạn cần nên biết. Theo nghiên cứu của Đông y, tam thất mang vị ngọt, hơi đắng, tính vị ấm, đi vào kinh can vị. Tam thất có tác dụng tán khí, ứ huyết, giảm đau. Dược liệu này thường được dùng trong các trường hợp ói ra máu, chảy máu cam, đi ngòi ra máu, băng huyết, tiêu thủng. Đặc biệt vị thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị các vết thương bên ngoài da do va chạm, rách da, vết thương từ đụng và giật. Đó là tác dụng của hoa tam thất và tam thất, củ tam thất. Các dược tính có trong tam thất mang lại hiệu quả điều trị nhiều bệnh như thế nào? Mời bà con và các bạn nghe. Hoa tam thất mang lại tác dụng chữa mất ngủ, hỗ trợ điều trị mất ngủ, mê man, mơ sảng, khó vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc. Công dụng cao ứng dụng được cho cả những đối tượng mất ngủ kinh niên, rất tốt. Tác động giúp ổn định huyết áp, kể cả đối với người bị huyết áp cao hay huyết áp thấp, thanh nhiệt cho cơ thể. Mỗi ngày dùng 3-5 gram nụ hoa tam thất có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể từ bên trong, phù hợp dùng cho những ngày mùa hè nóng nực, tăng cường sức đề kháng, bồi bổ cơ thể. Sử dụng hoa tam thất để bồi bổ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, đẩy lùi nhiều bệnh tật, cải thiện trí nhớ. Trong thành phần của nụ hoa có chứa nhiều hợp chất có lợi cho trí não. Khi dùng với liều lượng hợp lý, không những giảm căng thẳng, thư giãn cho hệ thần kinh mà còn cải thiện trí nhớ rất tốt. Về mặt phòng ngừa ung thư thì chiết xuất từ trong nụ hoa tam thất mang tới khả năng ức chế sự hình thành các khối u ác tính, đặc biệt là bệnh u xơ tử cung ở phái nữ, cải thiện sức khỏe cho hệ tuần hoàn tim mạch. Dược liệu đã được chứng minh là một vị thuốc rất tốt cho hệ tim mạch, những người bệnh mắc các chứng đau tim, xơ vữa động mạch, hỗ trợ điều trị cũng như phòng ngừa bệnh tiểu đường, giúp người dùng giảm béo, giảm mỡ thừa và đặc biệt hơn là mang đến cho bạn một cơ thể khỏe đẹp và làn da mịn màng. Lợi ích tăng cường chức năng cho gan, giải độc mát gan, giúp hạ men gan, rất tốt cho những người bệnh mắc chứng suy giảm chức năng gan. Sử dụng cả dạng tươi và khô đều mang lợi ích cho sức khỏe, đó là dược liệu tam thất này. Về đối tượng sử dụng thì người thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, hoa mắt, chóng mặt, người lao động quá sức, áp lực công việc lớn, người làm việc trong môi trường độc hại, người mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, người bị tai biến mạch máu não hoặc là tiểu đường. Sử dụng hoa tam thất thường xuyên sẽ giúp giảm béo rất tốt. Người già suy giảm trí nhớ nên dùng hàng ngày. Đó là đối tượng sử dụng. Và sau đây thì các bài thuốc với hoa tam thất, bà con và các bạn cũng có thể là áp dụng các bài thuốc dưới đây để được cải thiện sức khỏe. Giới thiệu cho bà con bài 1, đó là bài thuốc từ hoa tam thất chữa chứng mất ngủ. Chuẩn bị nguyên liệu như sau: hoa tam thất, ngọn lạc tiên cùng lá dâu tằm, mỗi vị 10 gram. Cách thực hiện là đem những thảo dược đã chuẩn bị rửa sạch và đun sát nước uống hàng ngày, sử dụng kiên trì liệu trình trong khoảng 1 tuần, người bệnh sẽ thấy tình trạng mất ngủ của mình được cải thiện. Đó là bà con sử dụng là hoa tam thất, là ngọn lạc tiên, có nơi gọi là chùm bao, rồi cùng lại là lá dâu tằm, đó là chữa bệnh mất ngủ. Và bài thuốc thứ hai, phòng ngừa tình trạng đau thắt ngực, thì để chữa bệnh này thì bà con sử dụng là tam thất đan sâm, mỗi vị 20 gram, sắc uống hoặc lấy nước dùng nấu cháo, dùng để ăn liên tục trong vài tháng. Thì cái cách này thì bà con có thể lấy là tam thất và đan sâm nấu xong rồi chắc cái nước ra, bỏ sát, và bà con lấy cái nước mà mình nấu ra được đó và bỏ gạo vô nấu cháo dùng để ăn vài tháng thì cái bệnh là đau thắt ngực nó sẽ không còn nữa. Và tiếp tục bài thuốc thứ ba, chữa các bệnh về suy nhược cơ thể. Để chữa được bệnh này thì bà con chuẩn bị các dược liệu bao gồm 12 gram tam thất, sâm bố chín ít mẫu, mỗi loại 40 gram, và 20 gram kê huyết đằng, 12 gram hương phụ. Bà con đem tất cả các nguyên liệu đi bào nhỏ, bảo quản trong lọ thủy tinh, mỗi ngày lấy ra dùng khoảng 30 gram hỗn hợp này vào việc sắc lấy nước uống, tùy vào tình trạng cụ thể từng người mà có thể sử dụng với liều lượng khác nhau. Thì bà con sử dụng 30 gram, nếu mà mình bị suy nhược cơ thể nhiều thì mình uống nó dài ra thêm, thời gian nó dài ra thêm thì cái cơ thể nó sẽ phục hồi và nó không còn suy nhược cơ thể nữa. Và sau đây thì một số lưu ý khi sử dụng nụ hoa tam thất
Tuy tam thất là thảo dược thiên nhiên khá lành tính, người dùng cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau. Tuyệt đối không nên sử dụng hoa tam thất vào việc điều trị bệnh khi cơ thể bị lạnh. À, bà con nên nhớ cái này nha. Khi cơ thể mà mình sợ lạnh là bà con không nên dùng tam thất. Bởi bản chất của tam thất là mang tính lạnh nên nó sẽ khiến cho tình trạng cơ thể trở nên lạnh hơn. Thì trong người của mình lạnh rồi thì bà con mình không nên sử dụng tam thất, mà trong người mình nóng nhiệt thì mình nên sử dụng tam thất. Và tiếp tục thì đó là người bị các chứng rong kinh cũng không nên sử dụng tam thất vì nó có thể khiến dòng chảy kinh nguyệt lâu hơn. Không sử dụng tam thất chung với các loại trà, đặc biệt là loại có hương mạnh, nếu không sẽ làm giảm tác dụng của tam thất. Nên sử dụng riêng tam thất để có hiệu quả cao hơn. Bà con không nên sử dụng trà hoa tam thất với tất cả các loại trà khác, mà chỉ sử dụng một loại đặc biệt của hoa tam thất mà thôi. Không nên sử dụng quá liều dùng đến 9 gram tam thất mỗi ngày. Bà con sử dụng từ 3 đến 5 gram, không nên sử dụng nhiều. Phụ nữ mang thai nên cẩn trọng khi sử dụng bởi có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Và những thông tin trên đây mà kênh Cây Thuốc Nam đã đề cập đến hoa tam thất cùng một số công dụng của hoa tam thất, hy vọng rằng qua bài viết này bà con và các bạn đã có cho mình những thông tin hữu ích về dược liệu hoa tam thất này. Xin cảm ơn. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.